dạng một so sánh phân số bằng cách quy đồng mẫu số hoặc là quy đồng tử số. Cách này chính là cách thông thường mà các con vẫn thường học ở trong chương trình cơ bản. Cô sẽ lấy ví dụ để các con cùng tìm hiểu. Quy đồng mẫu số, quy đồng tử số, đấy là hai cách. Và bây giờ chúng mình cùng có ví dụ một so sánh các phân số sau bằng cách thuận tiện. Bây giờ cô có phân số 5 phần 7 và phân số 8 phần 9. Nếu cô sử dụng quy đồng mẫu số thì cô sẽ thực hiện ra sao? Các con cùng nhìn. Nếu ở đây cô chọn quy đồng mẫu số thì mẫu số chung của cô chọn là 63. Khi đó 5 phần 7 ta sẽ quy đồng thành 45 phần 63. Đây các con nhìn bằng cách lấy cả tử và mẫu số cùng nhân với 9 Khi đó ta được phân số 45 phần 63 Phân số 8 phần 9 Chúng mình nhân cả tử số và mẫu số với 7 Khi đó các con sẽ có kết quả là 56 phần 63 Đến bây giờ thì các con thấy hai phân số có cùng mẫu số Phân số nào có tử số bé hơn sẽ là phân số bé hơn và chúng ta có vì 45 phần 63 nhỏ hơn 56 phần 63 nên 5 phần 7 sẽ nhỏ hơn 8 phần 9. Đây là cô lựa chọn cách quy đồng mẫu số và cô chọn mẫu số chung là 63. 63 chính là số nhỏ nhất vừa chia hết cho 9 vừa chia hết cho 7. Và bây giờ thì cô chọn ví dụ nữa đó là cũng với phân số này nhưng cô làm với cách quy đồng tử số, có nghĩa là cô đưa về hai phân số có cùng tử số giống nhau rồi cô so sánh. Các con cùng xem nhé.